tôi. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm với xem video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và thông báo để nhận những video hấp dẫn nhất trên kênh Nhật báo 24 giờ trong những mỗi ngày. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin bóng đá ngày 10 tháng 11 trên kênh Nhật báo 24 giờ. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên gửi tới quý vị và các bạn, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có nhân tố bí ẩn đối đầu UAE. Với khả năng ghi bàn đa dạng đạt phong độ cao, Hà Minh Tuấn đủ khả năng trở thành quân bài bí ẩn của ông Park Hang-seo trước hai cường địch UAE và Thái Lan. Với màn trình diễn thuyết phục trong suốt 90 phút ở trận bán kết Cúp Quốc gia gặp câu lạc bộ Bình Dương, tiền đạo Hà Minh Tuấn đang ở trong trạng thái sung sức, sẵn sàng trở thành vũ khí bí mật của thầy Park khi đối đầu UAE. Hà Minh Tuấn từng bị loại khỏi tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần 1 gặp Thái Lan hồi tháng 9 vừa qua. Lần thứ 2, Minh Tuấn được gọi lên tuyển để chuẩn bị hai trận gặp Malaysia, Indonesia, nhưng tiền đạo này cũng bị loại phút chót. Tất cả những lần lỡ hẹn này cùng lý do là chấn thương. Trong buổi trả lời phỏng vấn gần đây nhất, Hà Minh Tuấn cho biết anh đã đạt được thể trạng rất tốt trong lần thứ 3 lên hội quân cùng đội tuyển. Tiền đạo sinh năm 91 đã thuyết phục ông Park bằng màn trình diễn vượt trội ở trận bán kết Cúp Quốc gia gặp câu lạc bộ Bình Dương. Minh Tuấn từng được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố thay thế anh Đức trong tương lai. Sở hữu chiều cao tốt, thể lực dồi dào, khả năng tì đè, ghi bàn đa dạng là những ưu điểm mà Hà Minh Tuấn đã trình diễn tại V-League 2019. Trong bối cảnh hiện nay, anh Đức luống tuổi, thể lực không đảm bảo, các tiền đạo khác như Phượng ngày càng mờ nhạt, Việt Phong không thể hiện được nhiều, thì rõ ràng Hà Minh Tuấn là phương án đáng chờ đợi. Khả năng ghi bàn bằng đầu rất tốt. Không phải ngẫu nhiên mà tiền đạo câu lạc bộ Quảng Nam lại gây chú ý đến vậy. Ở V-League 2019 vừa kết thúc, Minh Tuấn kịp ghi tới 7 bàn dù chỉ thi đấu hơn 10 trận cho câu lạc bộ Quảng Nam. Đặc biệt hơn nữa, tiền đạo này có khả năng ghi bàn đa dạng, nền tảng kỹ thuật tốt giúp Minh Tuấn khống chế bóng điệu nghệ, dứt điểm chính xác. Ngoài ra, điểm mạnh mà ông Park chờ đợi ở cầu thủ này khả năng ghi bàn bằng đầu. Trong số 7 bàn thắng mà Minh Tuấn ghi được ở giải quốc nội, có tới nửa các bàn thắng được ghi bằng đầu. Đây chắc chắn là vũ khí lợi hại mà Hà Minh Tuấn mang lại cho ông Park trong cuộc đọ sức với UAE. Đội bóng Tây Á đã gặp vấn đề lớn ở hàng phòng ngự. Dù bộ đôi trung vệ có chiều cao trên 1m8, nhưng họ hoàn toàn mất phương hướng trước những pha tạt cánh có điểm rơi. Đây chính là điểm mấu chốt để Việt Nam có thể tận dụng ghi bàn bằng những pha tạt cánh đánh đầu. Dần hòa nhập ăn ý với các đồng đội. Với huấn luyện viên Park Hang-seo, cầu thủ đạt phong độ cao chưa chắc là lựa chọn của ông. Điển hình như việc không chịu tập Văn Quyết. Ưu tiên mà ông Park đã lên hàng đầu đó là sự ăn ý, phối hợp với sơ đồ cách chơi. Hà Minh Tuấn đang cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng của mình. Mặc dù lỡ duyên 2 lần trước, nhưng việc được triệu tập liên tục giúp tiền đạo này có cơ hội sinh hoạt tập luyện cùng tuyển quốc gia trong thời gian dài. Trong những ngày gần đây, huấn luyện viên Park quan tâm chỉnh sửa cho Hà Minh Tuấn rất nhiều tại các buổi tập của tuyển Việt Nam. Có vẻ như là ông Park đang uốn nắn biến hóa Minh Tuấn trở thành phương án bất ngờ cho các trận đấu tới đây gặp Thái Lan và UAE. Dưới thời ông Park, tuyển Việt Nam có khả năng ghi bàn đa dạng. Bàn thắng có thể đến từ bất kỳ vị trí nào trên sân. Ở vòng loại World Cup 2022 lần này, không chỉ có hàng tấn công phá lưới đối thủ, hàng hậu vệ cũng lần lượt để lại dấu ấn như Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh ghi bàn trong trận thắng Indonesia. Tuy nhiên, khi đối đầu với UAE và Thái Lan, mọi chuyện khó gấp bội lần nếu vị trí tiền đạo không thể lập công. Hà Minh Tuấn có lẽ sẽ là phương án của ông Park khi giải đáp bài toán khó UAE. Hiện nay, Minh Tuấn đang là trung phong cắm có phong độ tốt nhất. Tại câu lạc bộ Quảng Nam, ở thời điểm bổ sung tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson, Minh Tuấn thể hiện được khả năng tầm ảnh hưởng của mình. Tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp UAE tại Mỹ Đình ngày 14 tháng 11 tới đây. Hiện nay các cầu thủ đều trong trạng thái sung sức nhất. Những ngôi sao vàng chỉ còn thiếu vắng Công Phượng, Văn Hậu đang thi đấu ở châu Âu. Dự kiến hai cầu thủ này về hội quân 11 tháng 11 tới đây. UAE làm điều bất ngờ trước khi đấu tuyển Việt Nam. UAE không sang Việt Nam mà sớm ém quân tại Thái Lan để chờ đấu thầy trò ông Park. Đội bóng này chỉ có một buổi tập duy nhất trên sân Mỹ Đình vào ngày 13 tháng 11. Theo quy định, các đội bóng được đến sân khách trước 3 ngày trước khi thi đấu. Tuy nhiên, UAE lên kế hoạch chỉ sang Việt Nam trước 2 ngày. Đội bóng Tây Á chọn Thái Lan làm nơi tập luyện nhằm tránh lộ bài trước cuộc đối đầu quan trọng trên sân Mỹ Đình. Thông tin từ VFF cho biết, UAE từ Bangkok sang Hà Nội lúc 23 giờ ngày 12 tháng 11. Như vậy, đội bóng này chỉ có một buổi tập làm quen với sân Mỹ Đình. Việc ém quân ở Thái Lan cho thấy huấn luyện viên Van Marwijk tỏ ra thận trọng khi phải đối đầu với Việt Nam. Đội bóng của ông Park Hang-seo hiện đang bất bại tại vòng loại World Cup 2022, đứng thứ 2 bảng G. Trong khi đó, UAE mới có 6 điểm sau 3 trận. thắng Indonesia, Malaysia và thua Thái Lan. Hiện xếp thứ 3 sau Thái Lan và Việt Nam. Thành tích chưa như ý sau 3 trận đấu vừa qua đang khiến nội bộ UAE lục đục. Theo danh sách vừa được chốt, huấn luyện viên Bert van Marwijk mang đến Hà Nội 24 cầu thủ. Tiền đạo chủ lực Ali Mabkhout không góp mặt vì bị treo giò. Ali Mabkhout là chân sút có hiệu quả ghi bàn tốt thứ 2 tại chiến dịch vòng loại World Cup sau 3 trận, ghi 6 bàn thắng. Cũng vắng mặt với tiền đạo này còn có tiền vệ Ahmed Baman, Khalil Ibrahim vì bị chấn thương. Khiêm tốn với 24 cầu thủ nhưng UAE có ekip đến 25 người chỉ để phục vụ thầy trò Bert van Marwijk ở chuyến đi làm khách tại Mỹ Đình. Chuyển sang thông tin tiếp theo, 71 cầu thủ, 9 đợt tập trung và kế hoạch đặc biệt của thầy Park. Bằng một kế hoạch tỉ mỉ chi tiết, huấn luyện viên Park Hang-seo sẵn sàng cho việc đưa U22 Việt Nam chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 2019. 71 cầu thủ, 9 đợt tập trung giải rác trong 10 tháng trời được ekip của huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập cho tuyển U22 Việt Nam trong năm 2019. Có lẽ chưa bao giờ bóng đá Việt Nam có kế hoạch dài hơi đến như vậy, chuẩn bị một kỳ SEA Games. Những đợt tập trung siêu ngắn chưa từng có. Sau những thành công ở cấp đội tuyển trong năm 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo bước vào giai đoạn mới và đối mặt với áp lực mới mang tên SEA Games. Ông được kỳ vọng giúp U22 Việt Nam đem về tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử 60 năm dự đại hội. Huấn luyện viên Park và VFF đã thực hiện một kế hoạch dài hơi khi quyết định cho U22 tập trung làm nhiều đợt song song với các đợt tập trung của tuyển quốc gia trải dài từ đầu năm tới cuối năm. Nhiều đợt chỉ kéo dài vài ngày, xen kẽ với các vòng đấu V-League và hạng nhất. Đó là những đợt tập trung siêu ngắn, nhiều đợt không có trận đấu tập, không có giao hữu, chỉ nhằm mục đích rèn quân thuần túy. Lịch sử bóng đá Việt Nam chưa từng thấy những đợt tập trung kỳ lạ như vậy, cũng không nhiều đội bóng trên thế giới có kiểu tập trung đặc biệt như U22 Việt Nam. Đợt tập trung hiện tại là lần thứ 9 U22 Việt Nam hội quân trong năm nay. Khi chuẩn bị đội trẻ thi đấu quốc tế, các đội châu Âu không bao giờ gọi quá 50 cầu thủ khác nhau, từ các câu lạc bộ khác nhau, cho tập nhiều lần trong một năm như Việt Nam. Ngay cả ở Hàn Quốc chúng tôi cũng không làm vậy. Nhà báo Hồng Jamin, chủ biên 442 phiên bản Hàn Quốc chia sẻ với phóng viên Dinh.vn. Các đội trẻ trên thế giới thường tập trung vào những dịp chính thức của FIFA, khi đó các câu lạc bộ cũng có nghĩa vụ nhả người. U22 Hàn Quốc cũng thử nghiệm nhiều cầu thủ nhưng chưa bao giờ thử quá nhiều và thử trong khoảng thời gian dài như vậy, ngay cả khi chúng tôi chuẩn bị cho Olympic. Nhà báo này tiếp tục nói tiếp. Việc tập trung nhiều đợt trong năm đòi hỏi nhiều công sức, thời gian, chi phí. Điều đó đủ để thấy quyết tâm cao độ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo cho mục tiêu chinh phục huy chương vàng. Thế Park tuyển quân như thế nào? U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 với 18 cầu thủ U22, 2 cầu thủ quá tuổi. Nếu trừ đi 2 thủ môn, ông Park sẽ điền tên ai vào danh sách 18 người? Đây không đơn thuần là bài toán ngắn hạn bởi ngay sau khi kết thúc SEA Games 2019, bóng đá Việt Nam tiếp tục tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 với tư cách đương kim á quân. Đội hình dự SEA Games sẽ tiếp tục là nòng cốt cho U23 châu Á 2020. Huấn luyện viên Park hiện không còn nhiều nhân tố thuộc thế hệ vàng ở Trung Quốc cách đây gần 2 năm. Vì vậy, U22 Việt Nam của kỳ SEA Games 2019 là đội hình mới mẻ dựa trên bộ khung triết lý chiến thuật vốn có, gồm Quang Hải, Đức Trinh, Tiến Dũng, Văn Hậu. Việc tìm kiếm những mảnh ghép còn lại không dễ dàng. Ông Park cùng các trợ lý đã thử nghiệm tới 71 cầu thủ khác nhau trong từng đợt tập trung đã qua chỉ để tìm vài cái tên có tiềm năng lớn nhất, phù hợp chiến thuật. Cầu thủ trên 22 tuổi nào được chọn? Ông Park đã chia sẻ khá chi tiết về tiêu chí tuyển chọn 2 cầu thủ quá tuổi cho SEA Games 2019. Tôi gọi người cần cho những vị trí yếu nhất. Cầu thủ này không phải đá được trên 2 vị trí khác nhau mà phải là tuyển thủ quốc gia có khả năng hồi phục thể lực đáp ứng mật độ thi đấu. 5 cầu thủ đáp ứng tiêu chuẩn đã được thầy Park triệu tập vào danh sách sơ bộ dự SEA Games. Kết quả cuối cùng được ông công bố sau 2 trận đấu của đội tuyển quốc gia tại vòng loại 2 World Cup 2022. Vậy khả năng đáp ứng tiêu chí của 5 tuyển thủ như thế nào? Quế Ngọc Hải có thể thi đấu mọi vị trí nơi hàng thủ, Đỗ Hùng Dũng có thể đảm đương nhiều vị trí nơi hàng tiền vệ, Nguyễn Văn Toàn thường đá tiền đạo hoặc tiền vệ cánh. Vũ Văn Thanh và Nguyễn Trọng Hoàng có đa năng hơn khi đá nhiều vị trí cả hàng thủ và tuyến tấn công. Thoạt nhìn nếu xét theo tiêu chí đa năng của thầy Park, Văn Thanh, Trọng Hoàng là 2 phương án thích hợp cuối cùng, nhiều cơ hội nhất để góp mặt trong đội hình tranh tài tại Philippines. Đấu trường SEA Games vốn không xa lạ gì với Thanh và Hoàng, nhưng để đáp ứng tiêu chí cuối cùng của ông Park, Văn Thanh lại là người đang gặp bất lợi. Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai mới trở lại đầu mùa 2019 sau một năm điều trị chấn thương dây chằng. Mùa 2019 là mùa giải mà số lần ra sân của Thanh thấp kỷ lục từ khi được đôn lên đội hình từ năm 2015. Sau 26 vòng, Thanh ra sân 17 trận, ghi 2 bàn. So với những Hùng Dũng, Ngọc Hải, Văn Toàn, khả năng cạnh tranh của Văn Thanh mong manh hơn cả.